Sau khi được học hỏi về mô hình trồng cây gáo vàng lấy gỗ, anh A2 đã chuyển gần 10 hecta đất dẫy sang trồng loại cây này. Rồi tán rừng, anh tận dụng làm nơi chăn thả gia súc. Cả một vạt đồi giờ đã rợp màu xanh. Ngày xưa là cái đồi này toàn là đồi trọc, mà không có cái cỏ nào mà lên được. Thì bắt đầu gia đình khai hoang, mà rào rồi cho bò nó phá rồi bắt đầu nó mới lên cỏ lại. Thì lúc đó suy nghĩ là thôi bây giờ nó trọc quá là chuyển sang trồng gáo vàng. Bên kia cũng chưa phát được. Từ thành công của những người đi trước, phong trào trồng cây gỗ lớn đã làm thay đổi những vùng đất bạc màu ở Đắc Hà. Nhờ đó cũng làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế những cái hộ mà đã làm được, đã hiệu quả rồi, thì từ đó thì bà con là làm theo, thì nó mới mang lại hiệu quả tốt nhất được. Chứ còn mà cái việc mà chỉ còn là ban hành kế hoạch để xuống để tuyên truyền vận động nói không á, thì bà con rất là khó để mà nhận thức, để mà thay đổi được. Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cả người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền địa phương, là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì từ những cái tín hiệu này sẽ làm cái mô hình để lan tỏa trong người dân. Cái thứ hai là tiếp tục thường xuyên tuyên truyền vận động cho người dân biết những cái nội dung nào cần thay đổi, những nếp nghĩ nào cần thay đổi để phát triển kinh tế xã hội. Với một địa phương có tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức rất cao, chiếm trên 50%, qua hơn 2 năm triển khai, đến nay, Tù Mơ Rông đã có trên 1.300 hộ thoát nghèo.